Mình chỗ gì nữa? Mình gọi là tô rét đi, tô tem đi, tô tem của đào đó. Thì mình còn đánh dấu bản đồ, đánh dấu bản đồ với là ba thuốc nhuộm trắng, hai đá biển gỗ, ba đá lam, hai gỗ hoa đào. Ủa ba, cái thuốc nhuộm trắng chứ mày đen trắng. Giờ mày bắt cá trắng, mày có thuốc nhuộm trắng. Giờ mày bắt cá trắng ba. Thuốc nhuộm hả? Trong gương thiếu gì? Nhưng mà thuốc nhuộm trắng. Ba có một cái thuốc nhuộm trắng này nè. Ôi hả? Có tương đương nhiều lắm mà. Đâu đâu đâu? Hai cái. Ôi, hai cái là đủ rồi đó. Cảm ơn nha. Đó. Nè. Rồi mình còn 12 gỗ hoa đào nữa ba. Nè, cho thuốc nhuộm trắng cho. Ba hút rồi. Ba hả? Còn gì nữa ta? Còn 12 gỗ hoa đào. Ta có gỗ hoa đào không? Con cũng có 12 cái rồi. Yeah. Các bạn ơi, mình được tiếp tạo bên này thành công rồi nè. Có lúc nhậm không? Có lúc nhậm rồi đó hả? Vậy mình đã chế tạo nè. Ui, đẹp quá à. Ơi, mình đã chế tạo xong cái tô hiếm gỗ đào rồi nè các bạn. Đó, thì đó nè, coi như là đẹp đó. Để mình không có bị lạc nhà nữa đây. Cái mặt xanh xanh này tô hiếm gỗ nhà nè các bạn. Gỗ đào nè các bạn, đó nó phát đó. Quá đẹp luôn. Và bye bye các bạn, bây giờ mình đi ngủ ở trong nhà rồi. Ba mình cũng đang đứng ở ngoài chờ mình vô nhà ngủ để sáng mai mình đi trào. Mình có kim cương mình quay cho các bạn coi nữa. Bye bye các bạn. Thôi mình sẽ chế tạo thêm một cái ở đây nữa. Mình sẽ nhờ ba mình đặt ở đây cho nó đẹp hơn nghe. Các bạn có chịu đông? Ai đồng ý thì bấm. Ai đồng ý thì... Bye bye các bạn.